Bánh người già là hãy quên đó. Con cháu nên chịu khó ân cần, đừng trách móc mất lòng tình nghĩa, tình ông bà cha mẹ cháu ở con. Mai mốt cụ lên non thương tiếng Nga ơi, ngày già mong ngày trẻ đâu có, ông bà đâu làm khó cho con, chỉ mong miếng ngon lời hãy an ủi để tuổi già đỡ tuổi ai ơi. Làm gương tốt cho con học tập mà ơi, qua mấy lời nhắn của mẹ cha, anh chị em thuận hòa, giúp các cụ sống khỏe sống vui. Cảm ơn các bạn, bài này rơi nước mắt. Không khóc đâu cụ ạ, không sao đâu, vui lên. Cụ đang bác cứ rơi nước mắt rồi. Vâng, con cảm ơn cụ nhá, lúc nào rảnh cụ mà rỗi thì bác đưa cụ xuống. Vâng, trước lớp con chưa. Thì ở lều.